Mới đây, Thường trực Thành ủy Hà Nội có chỉ đạo điều chỉnh các biện pháp theo hướng sẽ không triển khai 3 vùng như hiện nay. Việc phong tỏa phải bám sát chỉ đạo của Thủ tướng, hướng dẫn của Bộ Y tế. Thành phố sẽ không phong tỏa quy mô lớn, chỉ thực hiện quy mô hẹp nhất ở các điểm phong tỏa để kiểm soát tốt dịch bệnh, nhưng vẫn tạo điều kiện tối đa, đảm bảo hoạt động phục hồi kinh doanh, đời sống nhân dân. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố rà soát, có phương án cụ thể để có phương pháp, giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả nhất sau ngày 21 tháng 9, theo nguyên tắc phòng chống dịch đặt lên hàng đầu, từ đó tạo điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh.